Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 20 tháng 2 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Dâng hương tưởng niệm 749 năm ngày tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc giữ nước và khai hội đền Phù Hùng. Bí thư tỉnh ủy làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam. Các địa phương sẵn sàng cho ngày hội giao quân. Xã Nguyên Trãi làm điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến đường nối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình. Xảy ra 3 vụ cháy trong những ngày Tết. Sáng nay tại di tích lịch sử văn hóa đền Phù Hùng, xã Phù Hùng, huyện Ân Thi đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 749 năm ngày tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc giữ nước và khai hội đền Phù Hùng. Dự lễ dâng hương có các đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Hồi, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự lễ dâng hương có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Cảm ơn. Với tấm lòng thành kính, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ tướng quân Phạm Ngũ Lão, vị tướng tài ba, lưng đeo gươm, tay mềm mại bút hoa, không chỉ có công đánh tan giặc Nguyên Mông, bảo vệ nền độc lập của đất nước, ông còn để lại cho hậu thế những vần thơ ý nghĩa. Sau khi mất, ông được nhà vua phong là thượng đẳng phúc thần và được dân làng Phù Hùng lập đền thờ ngay trên nền nhà cũ của gia đình. Năm 1988, đền Phù Hùng thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Hàng năm, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng Giêng, nhân dân địa phương lại tổ chức lễ hội để tưởng nhớ ngày tướng quân Phạm Ngũ Lão ra quân đánh giặc. Năm nào nhà mình cũng đi khoảng tầm 30-40 người cho cả con cả cháu đi. Mong rằng các con các cháu nhớ công ơn của ngài, học tập tốt, rèn luyện để xây dựng nước non mình càng ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi rất là tự hào được sinh ra trên mảnh đất có đền thờ tướng quân Phạm Ngũ Lão. Và về dự hội lễ hội hôm nay tôi rất là vui và phấn khởi. Lễ hội truyền thống đền Phù Hùng bao gồm phần lễ và phần hội, trong đó nét độc đáo là nghi thức rước công chúa Tĩnh Huệ từ phủ chúa về lăng Phạm Tiên Công để trình ông và rước về đền Phạm Ngũ Lão để trình cha. Người dân và khách thập phương đã chen nhau trôi qua cầm kiệu với tâm niệm những ước muốn của mình trong năm mới sẽ trở thành hiện thực. Ngoài ra còn có các trò chơi dân gian, hoạt động văn hóa, thể thao như cờ tướng, kéo co, hát quan họ, hội vật thu hút đông đảo du khách đến xem và tham gia. Khách thập phương về rất là đông, các cái trò chơi và hoạt động rất là sôi nổi. Đi hội này thì cũng mong sẽ được công việc thuận lợi, gia đình sẽ gặp nhiều may mắn hơn. Lễ hội đền Phù Hùng không chỉ là dịp để tưởng nhớ công lao của danh tướng Phạm Ngũ Lão, mà còn có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục thế hệ trẻ về ý chí vươn lên và tinh thần yêu nước. Với những nét độc đáo trong cách tổ chức và đậm đà bản sắc dân tộc, lễ hội đền Phù Hùng đang dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của đông đảo người dân mỗi dịp Tết đến xuân về. Sáng nay tại trụ sở tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Hưng Yên có buổi làm việc với đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam, ECOCHAM, do bà Claudia Ansemi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Tổng Giám đốc Công ty Dệt và Nhuộm Hưng Yên làm trưởng đoàn, đến trao đổi tìm hiểu cơ hội xúc tiến đầu tư vào địa bàn tỉnh. Cùng tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh. Vui mừng chào đón đoàn khách quốc tế đầu tiên đến thăm làm việc tại tỉnh ngay đầu năm mới Giáp Thìn, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh những năm qua với sự đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, tỉnh Hưng Yên luôn đứng trong top đầu cả nước về phát triển kinh tế. Tỉnh Hưng Yên đang có khát vọng mạnh mẽ và quyết tâm cao độ để sớm trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, phát triển bền vững, là thành phố trực thuộc Trung ương. Hưng Yên cũng sẽ tiếp tục dự kiến đầu tư là tổng cái số vốn cho phát triển hạ tầng giao thông cỡ khoảng 2 tỷ đô la để hoàn thiện căn bản các trục kết nối giao thông của tỉnh Hưng Yên với các địa phương xung quanh, cũng như là các trục kết nối giữa các địa phương của tỉnh Hưng Yên với nhau, cố gắng làm sao hoàn thiện sớm cái hệ sinh thái cho phát triển công nghiệp của tỉnh Hưng Yên để sớm đưa tỉnh Hưng Yên là một trong những trung tâm công nghiệp mạnh của cả nước, của tỉnh Hưng Yên. Còn một dư địa cũng rất là nhiều, như là 1.000 hecta đất sạch, và từ nay năm 2025 thì chúng tôi sẽ đẩy lên triển khai thêm độ 7 khu công nghiệp trong quy hoạch nữa, cho nên là cái quy mô diện tích đất có thể để tiếp nhận các dự án đầu tư
nước ngoài, đặc biệt là các dự án từ châu Âu là rất là lớn. Tỉnh Hưng Yên hiện có 35 dự án đầu tư đến từ 12 quốc gia châu Âu với tổng vốn đăng ký gần 630 triệu đô la Mỹ. Trong đó có 17 dự án đầu tư trong các khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 540 triệu đô la Mỹ, diện tích đất thuê khoảng 54 ha. Đến nay có 12 dự án đi vào hoạt động tạo việc làm cho 2.500 lao động. Tiêu biểu là dự án của công ty dệt và nhuộm Hưng Yên trong khu công nghiệp dệt may Phố Nối và nhà máy Nestle Bông Sen trong khu công nghiệp Thăng Long 2. Thống nhất nhận định hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp châu Âu tại Hưng Yên còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế của hai bên. Lãnh đạo Eurocharm và đại diện một số thành viên hiệp hội trực thuộc cũng cho biết đang có chiến lược dịch chuyển hoạt động sản xuất từ miền Nam sang miền Bắc. Châu Âu hiện là thị trường xuất siêu lớn thứ hai của Việt Nam, không chỉ đầu tư trực tiếp, doanh nghiệp châu Âu còn định hướng dòng chảy thương mại theo chuỗi sản xuất, vì vậy cần chú ý hợp tác với cả doanh nghiệp nước thứ ba xuất khẩu sang châu Âu. Bên cạnh vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng đồng bộ, hiện đại, giá thuê đất hợp lý, các doanh nghiệp châu Âu đặc biệt chú trọng đến việc sử dụng năng lượng tái tạo trong sản xuất. Và điều này không chỉ để tiết kiệm chi phí, mà còn là yêu cầu bắt buộc để xuất khẩu sản phẩm sang châu Âu. Trong đó, năng lượng mặt trời áp mái sẽ là điểm cộng để thu hút các nhà đầu tư châu Âu. Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa đề nghị có sự hỗ trợ kết nối cụ thể của Eurocharm đối với tỉnh Hưng Yên và đề xuất một số nội dung hợp tác ngay trong năm 2024. Chúng tôi đề xuất là khoảng cuối tháng 4 đầu tháng 5 thì tỉnh Hưng Yên sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư ở châu Âu. Tôi rất là mong muốn phía Eurocharm rồi các hiệp hội các hội doanh nghiệp thành viên của Eurocharm hỗ trợ cho tỉnh Hưng Yên trong việc kết nối với các doanh nghiệp đang có cái nhu cầu hay là kế hoạch mở rộng đầu tư về Việt Nam để chúng tôi có cơ hội tiếp xúc rồi trao đổi thông tin với các nhà đầu tư tiềm năng của châu Âu. Tỉnh Hưng Yên cũng rất là mong được phối hợp với Eurocharm, chúng ta tổ chức 1-2 cuộc gặp mặt hay là một cái hội nghị xúc tiến về thương mại và đầu tư ngay ở trong nước của chúng ta. Từ những các cái bài học thành công đối với cả các nhà đầu tư Hàn Quốc, Nhật Bản thì chúng tôi thấy thế này. Nếu như mà chúng ta có một cái khu công nghiệp mang chất chuyên của các nhà đầu tư thì có lẽ rất thuận lợi cho việc kết nối các cái doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng. Ví dụ như Nhật Bản thì chúng tôi có khu công nghiệp Thăng Long 2 rất là mạnh với quy mô rất lớn, giờ lên đến gần 600 hecta rồi và tới đây sẽ lên đến cỡ khoảng 800 hecta. Vậy phải chăng chúng ta tính đến là có một khu công nghiệp dành riêng cho các nhà đầu tư của châu Âu để phục vụ cho cái hợp tác trong tương lai dài hạn hơn và có được một khung khổ cho hợp tác giữa tỉnh Hưng Yên và Eurocharm? Thì chúng tôi cũng có xin được đề xuất là nếu có thể là chúng ta sẽ ký một cái MOU, một cái khung hợp tác giữa tỉnh với cả Eurocharm để tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta triển khai những cái hoạt động cụ thể. Tại buổi làm việc, hai bên đi đến thống nhất sẽ kết nối hỗ trợ, phối hợp tổ chức những hoạt động xúc tiến đầu tư tại các nước châu Âu cũng như tại tỉnh Hưng Yên, trong đó cần lựa chọn những nội dung nổi trội, điểm nhấn cụ thể, dự án đã đầu tư có hiệu quả để quảng bá môi trường đầu tư tại Hưng Yên. Eurocharm ủng hộ việc có thể dành riêng một khu công nghiệp cho các doanh nghiệp châu Âu vào đầu tư và xây dựng bộ tài liệu xúc tiến đầu tư riêng cho các doanh nghiệp châu Âu. Hai bên sẽ tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ để chính thức hóa quan hệ hợp tác đầu tư. Sáng nay, Ủy ban nhân dân huyện Văn Giang tổ chức chương trình giao lưu thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc năm 2024. Dự buổi giao lưu có đồng chí Lê Văn Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Văn Giang. Tại buổi giao lưu, các tân binh được giao lưu với đại diện Ban Chỉ huy quân sự huyện, đơn vị nhận quân, đại diện thanh niên nhập ngũ năm 2024, các cựu chiến binh và quân nhân xuất ngũ. Qua đó, hiểu được truyền thống hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, truyền thống đấu tranh kiên cường của quê hương Văn Giang anh hùng, hiểu thêm thông tin về đơn vị nhận quân, cuộc sống cho quân ngũ. Đồng thời, chương trình giao lưu còn có các tiết mục văn nghệ ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, góp phần kích lệ ý chí, tinh thần cống hiến của các tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ. Tại buổi gặp mặt, các tân binh của huyện Văn Giang đều nêu cao tinh thần quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, ra sức học tập phấn đấu tu dưỡng rèn luyện xứng đáng với truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Văn Giang trao quà lưu niệm và tặng 30 giấy khen cho 30 tân binh tình nguyện lên đường nhập ngũ năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, đến nay huyện Tiên Lữ đã hoàn thành bàn giao 10 món quân tư trang
cho 178 thanh niên đã trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2024. Qua đó, huyện đã đảm bảo các điều kiện để các tân binh sẵn sàng nhận đơn vị sau buổi lễ giao nhận quân trong cuối tuần này. 15 trên 15 xã thị trấn trong toàn huyện đã hoàn thành việc bàn giao 10 món quân tư trang cho các tân binh. Các hội đoàn thể tổ chức chính trị xã hội các cấp từ thôn đến huyện đã tiến hành nhiều hoạt động ý nghĩa như tổ chức giao lưu văn nghệ tặng quà động viên tân binh. Theo kế hoạch, 178 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự của huyện Tiên Lữ sẽ được bàn giao cho cả lực lượng công an và quân đội. Số tân binh giao cho quân đội là 153 tân binh, công an là 25 tân binh. Các chiến sĩ sẽ được phân về 5 đơn vị nhận quân khác nhau. Trong đó, lượng tân binh tập trung chủ yếu giao cho Lữ đoàn 149 và Bộ Tổng Tham mưu. Ngoài ra là đoàn nghi lễ, Bộ Tư lệnh Lăng, Tổng cục 2 và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Chất lượng tân binh đợt này có chất lượng khá với 14 trình độ đại học và số còn lại văn hóa đều đạt 12 trên 12 và độ tuổi trung bình của tân binh là 19,5 tuổi. Theo kế hoạch, ngày 25 tháng 2 tới đây, thành phố Hưng Yên sẽ tổ chức lễ giao quân năm 2024, tiễn thanh niên lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày giao nhận quân của các địa phương đã cơ bản hoàn tất. Toàn bộ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đã sẵn sàng cho ngày hội giao quân. Năm 2024, thành phố tuyển chọn và bàn giao 182 công dân cho 4 đơn vị quân đội, gồm Lữ đoàn 84, Cục Tác chiến Điện tử Bộ Tổng Tham mưu 5 chỉ tiêu, Lữ đoàn 144 Bộ Tổng Tham mưu 5 chỉ tiêu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên 9 chỉ tiêu, Lữ đoàn 164 Quân đoàn 12 là 138 chỉ tiêu, đồng thời giao 25 công dân cho các đơn vị công an. Hiện thành phố đang tập trung tổ chức cấp phát quân trang cho 100% thanh niên trúng tuyển, tổ chức giao lưu gặp mặt thăm hỏi tặng quà gia đình thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đặc biệt là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có thanh niên tự nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ. Được biết, sáng ngày 21 tháng 2, thành phố sẽ tổ chức gặp mặt tặng quà tân binh trước khi lên đường. Xã Nguyễn Trãi được Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi chọn làm điểm về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Sau gần 2 năm triển khai, đã đạt 62% kế hoạch, là xã có tỷ lệ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cao nhất huyện Ân Thi. Ông Duyên là một trong những hộ dân của xã Nguyễn Trãi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp vào cuối năm 2023. Quyền sử dụng gần 3 mẫu đất của gia đình giờ đã được pháp luật bảo hộ nên ông Duyên rất phấn khởi. Nhân dân rất hưởng ứng sau khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp, người dân thì được pháp luật bảo hộ, tránh vấn đề tranh chấp cơ sở để mình giao dịch vay vốn. Năm 2022, xã Nguyễn Trãi được Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi chọn làm điểm về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Địa phương đã phải truy xuất các hồ sơ giấy tờ từ năm 1993 để xác định các khẩu được giao đất, tạo căn cứ để quy chủ xác định nguồn gốc đất. Sau gần 30 năm, nhiều hồ sơ thất lạc, cán bộ các cấp nhiều lần thay đổi, xã Nguyễn Trãi đã huy động tối đa nhân lực, nhưng cũng phải mất nửa năm mới hoàn thành. Chúng tôi thì rất là cẩn trọng trong việc kiểm tra theo cái phương án dồn thửa đổi ruộng của các đội, các thôn, làm sao không mất 1m2 của hộ dân và cũng sẽ không lấy đi được 1m2 của nhà nước. Toàn xã hiện có 1.581 hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. Tính đến hết năm 2023, hội đồng xét duyệt được 990 hồ sơ. Trước Tết Nguyên đán, Ủy ban Nhân dân huyện Ân Thi đã tiến hành trao 560 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho các hộ gia đình, đạt 62%. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn đổi giúp người nông dân yên tâm đầu tư sản xuất canh tác. Đây cũng là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện việc quản lý về đất đai và đảm bảo cho người dân thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất. Chúng tôi đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tổ chuyên môn giúp việc thì không có ngày thứ bảy và chủ nhật, thậm chí là có những tuần thì làm cả buổi tối mà đồng chí chủ tịch ủy ban nhân huyện trực tiếp phải kiểm tra thì nó mới có kết quả như ngày hôm nay. Chúng tôi phấn đấu là hết quý 1 và đầu quý 2 năm 2024 thì chúng tôi sẽ hoàn thiện 100% hồ sơ và cấp giấy chứng nhận 100% cho bà con. Chỉ tính riêng năm 2023, xã Nguyễn Trãi có 12 dự án đầu tư xây dựng, sớm hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không chỉ tạo thuận lợi trong quản lý đất đai mà còn góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng,
Trong thời gian tới, xã Nguyễn Trãi tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp còn lại. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ngay sau Tết, nông dân các địa phương đã tập trung ra đồng, đẩy nhanh gieo cấy lúa xuân. Thời tiết vụ xuân năm nay cơ bản thuận lợi cho công tác gieo cấy. Đến nay, toàn tỉnh đã tiến hành làm đất lần 1 và lần 2 đạt 100% diện tích, gieo mạ được gần 1.700 ha. Toàn tỉnh đã gieo cấy được gần 15.000 ha, đạt trên 60% kế hoạch, trong đó diện gieo thẳng là trên 5.600 ha, cấy là 8.021 ha. Diện tích cấy mạ vụ xuân năm 2024 ước đạt khoảng trên 2.000 ha, chiếm khoảng 10-15%, tăng khoảng 400 ha so với vụ xuân năm 2023. Tổng số máy cấy trên địa bàn tỉnh hiện nay khoảng 105 máy, chủ yếu là các loại máy nhỏ. Hiện bà con nông dân các địa phương tranh thủ thời tiết thuận lợi để gieo cấy lúa, phấn đấu hoàn thành kế hoạch gieo cấy xong trước ngày 5 tháng 3 năm 2024, đồng thời tiến hành chăm sóc các diện tích gieo cấy sớm để cây lúa sinh trưởng phát triển thuận lợi, để nhánh tập trung tạo tiền đề nâng cao năng suất lúa, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết và sâu bệnh hại trên các loại cây trồng để phòng trừ đạt hiệu quả cao. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã cơ bản được đầu tư đồng bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, tại một số tuyến đường, đặc biệt là tuyến nối hai cao tốc cầu Rẽ Ninh Bình và cao tốc Hà Nội Hải Phòng đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Đây là những gì còn sót lại tại hiện trường sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào tối ngày 11 tháng 2, tức ngày mùng 2 Tết Nguyên đán vừa qua, trên đường nối hai cao tốc đoạn đi qua thôn Giang, xã Nhân La, huyện Kim Động. Nguyên nhân ban đầu được xác định do người điều khiển xe mô tô băng qua lối mở trên đường nối hai cao tốc do không quan sát đã va chạm vào xe ô tô. Vụ tai nạn giao thông đã cướp đi sinh mạng của hai người trên xe mô tô. Hiện nay đường nối hai cao tốc được mở rộng với 4 làn xe cùng 4 làn xe của hai đường bên và đang trong quá trình hoàn thiện hạ tầng. Trong tương lai, đây sẽ là đường cao tốc Hưng Yên Thái Bình. Vì vậy, nhiều nút giao trước đây đã được giao chắn lại bằng giải phân cách cứng. Để đi lại thuận tiện, người dân một số địa phương vẫn cố tình đi ngược chiều hoặc đi vào những lối mở tạm của đơn vị thi công. Đáng chú ý, tại nút giao qua địa bàn xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, do tại đây chưa hoàn thiện hệ thống cầu vượt qua đường, nên hàng ngày người dân vẫn liều mình băng qua đường như thế này. Cao điểm là đầu giờ sáng và cuối giờ chiều khi phụ huynh đón học sinh. Nguyên làng Cao Đài và Cao Đông nhỏ bé thôi, có 3 người hy sinh vì tai nạn giao thông 28 Tết rồi tháng 6 tối đi làm về đường mà không có đèn. Thế rồi có những người ngã gãy chân gãy tay, nhiều khi các cháu ở nơi khác về tối không biết đường về. Cho nên dân làng đi qua đây rất là sợ. Mà cho các cháu đi học thì phải băng qua đường. Trước kia ấy, thì nó còn người ta chưa giàu nhiều thì nó còn có cái lối rộng thì cũng còn đỡ. Các phương tiện đi nào đi rất nhanh, cái nguy cơ xảy ra tai nạn rất là cao. Theo người dân, các vụ tai nạn là do đường tốt, các xe đi tốc độ nhanh nên không xử lý kịp các tình huống bất ngờ xảy ra, dẫn đến hậu quả khó lường. Tại một số tuyến đường như tuyến đường DT376, DT379, sau đường rộng trên tuyến lại có nhiều đường ngang dân sinh nên nguy cơ tai nạn giao thông rất cao. Mới đây nhất, trên tuyến DT376 đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 5 người chết. Để khắc phục tai nạn giao thông, cơ quan chức năng cần sớm hoàn thiện hoặc khắc phục tạm thời hệ thống cảnh báo, biển báo hạn chế tốc độ tại các vị trí giao cắt, lắp đặt đèn tín hiệu để phân luồng nhằm đảm bảo an toàn, tránh những tai nạn gây hậu quả đáng tiếc cho người và phương tiện khi tham gia giao thông. Thưa quý vị và các bạn, trong dịp Tết Nguyên đán từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 2 năm 2024, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ cháy, thiệt hại tài sản trên 50 triệu đồng. Rất may không có thiệt hại về người. Cụ thể, một vụ cháy cửa hàng sữa tươi tại xã Đại Hưng, huyện Quai Châu, một vụ cháy bãi rác và trạm biến áp thuộc xã Bến Sầu, huyện Văn Giang và một vụ cháy bãi tập kết phế liệu gỗ trên địa bàn xã Lạc Đạo, huyện Văn Lâm. Cả 3 vụ cháy đều được phát hiện sớm, mặc dù trong ngày Tết lực lượng phòng cháy chữa cháy đã có mặt kịp thời, dập tắt hoàn toàn, hạn chế thiệt hại và ngăn chặn cháy lan rộng. Nguyên nhân bước đầu xác định vụ cháy tại huyện Văn Lâm là do một cháu bé đốt pháo tại đống rác cạnh khu tập kết phế liệu. Hai vụ còn lại đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ để tiếp tục là lời cảnh báo cho việc phòng ngừa cháy nổ, bởi nó có thể xảy ra ở mọi lúc mọi nơi và với bất cứ ai, bất cả lúc nào. Chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.